Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện doanh nhân khởi nghiệp. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, một số doanh nhân khởi nghiệp nhận thấy rắc rối vẫn diễn ra ngay cả khi doanh nghiệp đã biết tập trung vào thị trường với những sản phẩm, dịch vụ đã được thị trường chấp nhận, cơ cấu, hệ thống tài chính cũng đã được xác lập một cách hợp lý. Nguyên nhân của những rắc rối này không thể không nói đến là việc chưa chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ quản lý cấp cao cho doanh nghiệp. Sự phát triển đến một giai đoạn nào đó, việc quản lý không thể chỉ được vận hành bởi những nhà sáng lập hay một, hai người nữa. Tuy nhiên trên thực tế, có rất ít chủ doanh nghiệp xây dựng đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, gắn bó và hướng về mục tiêu chung ngay từ đầu. Đây cũng chính là lý do mà chủ đề tạo lập đội ngũ lãnh đạo xuất sắc, yếu tố cần hay đủ cho triển vọng của doanh nghiệp sẽ được trao đổi thảo luận trong chương trình Câu chuyện doanh nhân khởi nghiệp kỳ này với diễn giả trong chương trình ông Nguyễn Đức Tài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới Di động. Lãnh đạo và những cái đội ngũ ban đầu của doanh nghiệp là rất là quan trọng, tại vì đây chính là những cái người định hướng cho doanh nghiệp để đi tới trong những cái giai đoạn tiếp theo. Tôi nghĩ là cái vai trò lãnh đạo nó rất là quan trọng, bởi giống như một con thuyền nhé, một con tàu, thì vai trò của cái người mà đầu tàu rất là quan trọng để mà đưa con tàu cho đến cái đích cuối cùng. Thường thường thì các startup khi khởi nghiệp thì giống như là bạn bè, một vài người chơi thân với nhau, sau đó mỗi người một mảng và cùng nhau khởi nghiệp. Rất là ít startup có ý định là tìm kiếm những nhân sự bên ngoài và trong team của mình. Câu hỏi mở đầu của chương trình. Nếu như có một tình huống sau đây, một vài người thì có rất là nhiều tiền có thể góp vốn vào công ty của anh nhiều. Một người thứ hai là một người có chuyên môn cao nhưng mà họ không có tiền. Anh sẽ chọn người nào trong quá trình đầu tiên khi anh mới khởi nghiệp? Tại nghĩ là anh thôi, lúc đó mình đang cần cái gì nhất. Nếu mà lúc đó công ty đang gặp khó khăn mà trong tài khoản chỉ còn 50 triệu thôi, nó đủ duy trì để hoạt động trong một tháng nữa. Mà nếu không có tiền vào chắc trước sau nó cũng đóng, thì chắc có lẽ là mình phải chấp nhận ngắn hạn là thôi, ông em có tiền ông để đây. Rồi mấy bữa mà tôi làm ăn được tôi chia cho ông, nhưng mà ông là cổ đông, ông bỏ tiền đây, ông tham gia chút chút. Nhưng mà mấy bữa tôi có người dọn lại, ông đứng sang bên để tụi tôi chạy. Tức là câu trả lời của anh là tùy vào giai đoạn đó chúng ta đang cần gì? Anh nghĩ là vậy, bởi vì mình đang khát nước mà bây giờ có để một mâm cơm lên đó mà không có nước uống thì chắc trước sau chúng ta chết trước khi chúng ta kịp làm gì đó.
Thì cái đó là anh thua doanh nhân thì tôi nghĩ là phải tính toán cho nó khoa học, cái gì cần thiết, cái gì đem lại hiệu quả nhất là phải làm. Trong giai đoạn khởi nghiệp của anh đã chọn đội ngũ đầu tiên của anh như thế nào? Anh có thể kể lại cái quá trình đó được không? Cái này Tài chia sẻ cái mà Thế Động đã từng trải qua ha. Cái giai đoạn khởi đầu của Thế Động thì là nó cũng ngẫu nhiên thôi. Ba con người cũng đang nỗ lực tự khẳng định bản thân mình. Nói bây giờ chúng ta phải làm gì? Chứ không lẽ chúng ta cứ tiếp tục đi làm thuê về mãi mãi. Và cuối cùng ngồi lại với nhau, rồi cũng nhìn thấy cái thị trường của điện thoại di động, nhìn thấy cái tiềm năng và nhìn thấy như vậy là đây là cái lĩnh vực mà mình hiểu biết nhiều và mình nghĩ là mình có thể có những cái lợi thế nhất định và cùng nhau khởi động lên cái doanh nghiệp. Thế thì ba người đầu tiên đó thì chả có ai tìm ai cả. Hai người kế tiếp trong năm người đó là lúc đó mới là đi tìm thật sự. Có vẻ là anh Tài nói cho vui thế thôi, chứ trong giai đoạn đó thì anh Tài đang là trưởng phòng chiến lược của S-Phone, không anh Tài? Tại thời điểm đó thì cái việc mà rời bỏ một cái vị trí đang rất là tiềm năng để mà mở một doanh nghiệp thì em nghĩ rằng anh cũng đã có một sự cân nhắc rất là lớn khi mà quyết định rời khỏi vị trí để quyết định khởi nghiệp. Thật ra khi vào S-Phone thì là cũng tham vọng lớn lắm. Khi vào S-Phone thì mình nghĩ đó là cái mạng điện thoại di động đầu tiên của tư nhân. Và Tài là cái người xài điện thoại di động từ năm 1994, xài rất lâu rồi. Và cũng rất bực bội với lại cái chất lượng và cái giá cả mà các nhà khai thác mạng lúc đó họ đang cung cấp. Và trong cái môi trường của S-Phone thì mình lại thấy nhiều cái góc ngách mà những người bên ngoài không thấy được. Thấy được cái thị trường điện thoại di động nó đang như thế nào và nó đi đâu về đâu. Thế mình nói tại sao cái thị trường này nó lại không phát triển được? Thì từ những cái nhìn nhận mình nói thì ra nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Đó là cái độc quyền. Người tiêu dùng phải trả giá quá cao, phải cả ngàn đô mới có được cái điện thoại, mỗi tháng xài phải mất 5-3 triệu. Nhưng mà nó không thể mãi như vậy được. Và mình đặt nền móng chuẩn bị cho tương lai là chắc chắn là cái thế độc quyền này nó phải thay đổi, chứ nếu không đất nước này nó khó phát triển lắm. Câu trả lời của anh thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ hội khởi nghiệp nó sẽ có rất là nhiều. Mỗi người sẽ có một tình huống khiến cho mình làm một doanh nghiệp riêng. Thì trở lại với câu chuyện của anh Tài lúc nãy, nếu các anh chị để ý thì các anh chị sẽ thấy là có câu chuyện về ba người đầu tiên và câu chuyện là hai người phía sau. Đối với hai người anh thuyết phục bằng cách nào? Trong hai người đó thì chỉ có một người Tài là một người là Tài đi dụ dỗ thôi. Ông này thì ông đang làm ở cái tập đoàn Mabuchi Moto của Nhật Bản. Thế bây giờ làm sao dụ ông ra khỏi chỗ đó? Thế thì cũng mất nhiều, mất 6 tháng trời. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ có một thông điệp làm cho ông quyết định. Bây giờ đó, ông có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ông tiếp tục ông ngồi đó, ông làm thuê cho Nhật đi. Bây giờ ông tính mỗi năm tăng lương 20%. Ông cộng lại hết trong 3 năm. Thu nhập ông bao nhiêu, ông cho tôi con số đó. Tôi cam kết với ông một cái duy nhất thôi. Nếu mà cuộc chơi này nó thất bại đó, thì tôi với ông chẳng tay anh em mình đi bùi đời. Nhưng mà nếu cuộc chơi này nó thành công á, thế thì tôi bảo đảm với anh là tương lai nó huy hoàng. Và những cái số mà anh cộng lại của ngày hôm nay, nếu tiếp tục đi làm thuê á, nó chỉ là cái hạt đậu phộng trong cái kho tàng thôi, nó quá nhỏ nhoi thôi. Và anh ta đặt niềm tin vào trong cái người mà đã kêu gọi anh ta tham gia vào cái cuộc chơi lớn này. Tức là chúng ta thuyết phục nhân sự tham gia với mình trong giai đoạn đầu bằng niềm tin của người ta dành cho mình. Vậy cái quá trình truyền niềm tin đó nó diễn ra như thế nào? Cái niềm tin của chính mình đã. Khi mà mình tin mãnh liệt vào trong cái mình đang làm á, thì người khác họ mới cảm được cái đó. Mình không thể truyền cái mình không có cho người khác được. Thế thì lúc đó đối với Tài, niềm tin đó, nó mãnh liệt vô cùng luôn. Thị trường nó vậy đó, tôi thấy trước tương lai cái đảo châu báu tôi thấy nó nằm ở đó rồi đó. Vấn đề là chúng ta đi đến đó bằng cách nào thôi. Như vậy thì là quá trình truyền niềm tin đó là nó đi từ bản thân mình, nội tại mình phải tin vào dự án của mình trước khi mà mình thuyết phục được người khác. Cái đội ngũ lãnh đạo ban đầu nó đóng vai trò như thế nào trong việc góp phần giúp cho anh quản lý công ty trong giai đoạn hiện nay? Đội ngũ đó bây giờ nói chung họ cũng phần lớn là họ cũng giữ những cái trọng trách trong công ty á, tại đánh giá khoảng cỡ 60% là tiếp tục đi về tương lai. Khoảng cỡ 20% là cũng không đi được lên những vị trí cao bởi vì năng lực họ nó đến đó thôi. Còn đâu đó cũng khoảng 10% là bị rớt ra khỏi cái hệ thống này bởi vì họ không thích nghi được với lại cái sự phát triển vũ bão của nó. Và tại cái thời điểm mà những người cùng tham gia với mình trong giai đoạn đầu họ phải rời khỏi cái hệ thống của mình thì cái cảm xúc của anh tại giai đoạn đó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là cảm giác buồn bởi vì đây là những cái người đã cùng với mình trong cái thủ hành vi, cái thủ khởi nghiệp. Mình cũng đã nỗ lực giữ họ, nhưng mà rồi họ cứ thấy bạn bè của họ, những cái người cũng vào cái thời điểm đó bây giờ đi lên vùn vụt, thì bản thân họ cảm thấy ngồi đây là hình như là nó không còn cái động lực nữa, và họ cố rút ra để họ sang những cái hãng điện thoại, những cái đối tác của Thế Đồng để họ cộng tác. Thế Đồng cũng mở cửa thôi, nếu mà đi đàng hoàng rồi cũng có một số người đi sang một hồi rồi bây giờ cũng không thành công lắm mà cũng quay trở lại. Thế thì Thế Đồng cũng mở cửa đón tiếp. Nói chung đó là những người mà Thế Đồng đánh giá là những người đầu tiên. Và ngoài cái đóng góp của họ, đó là cái giá trị tinh thần. Trong cái giai đoạn đầu của anh thì
trong cái đội ngũ của anh có phát sinh một số mâu thuẫn gì không? Thế động thì giai đoạn đầu hầu như là không có mâu thuẫn, ít mâu thuẫn. Sau đó đến cái giai đoạn bắt đầu nó làm anh có lãi, và lãi càng ngày nó càng nhiều. Thế thì lúc đó mới lại có chút định cái lắm quan nhiều ý, mỗi ông mỗi ý. Nhưng mà cũng may mắn là trong những cái người sáng lập, thế thì thấy động có 5 người, thì 5 người đó chả có ông nào trùng lắp lên ông nào cả. Cái nhóm này đặc biệt là nó bù cho nhau nhiều hơn là nó chồng chéo lên nhau. Thế thì việc xây dựng đội ngũ có sẽ gặp phải những khó khăn gì, và trong cái tình huống khó khăn đó thì anh có cái phương cách nào để giúp cho họ khắc phục được hay không? Như vậy là rõ ràng là khi mới ra đó, thấy động rất khó khăn trong cái việc tuyển người, đặc biệt là những người giỏi. Thế thì thấy động lại đi theo cái phương án là tìm những cái người tiềm năng. Đối với cái ngành viễn thông này và đối với cái ngành bán lẻ này, cái sự năng động là nó cực lớn. Sau này khi phỏng vấn mà để tìm những cái người quản lý cấp cao á, là tài chỉ đánh giá đúng một cái thôi, là anh này còn khả năng thay đổi không, anh này còn khả năng thích nghi hay không. Bởi vì cái rõ ràng mình nhìn thấy đó là những cái kinh nghiệm thành công của 3 năm, 5 năm, 10 năm trước đây nó không hề giúp ích gì cho cái thành công của ngày hôm nay cả. Và thậm chí nó là một cái rào cản cực lớn cho cái sự thành công của ngày hôm nay. Em chào anh Tài ạ. Trong nhiều người giỏi, Việt Nam mình có nhiều người giỏi lắm, nhưng mà làm sao để tìm được những cái người mà anh nói 3 người đầu rồi sau đó là thêm 2 người nữa để thành 5 người. Theo anh, việc mà anh đang đi tìm những cái đội ngũ kế thừa, tiêu chí để anh chọn những người đó là gì? Tài nghĩ là Tài không có thuộc cái hệ cầu toàn, mà cái khái niệm người tài nó cũng mơ hồ lắm. Bây giờ hỏi là ai là người giám đốc tài chính giỏi nhất Việt Nam, Tài cũng chả trả lời được. Thế thì thôi, mình chấp nhận một cái sự tương đối. Thì nếu mà các bạn chấp nhận cái sự tương đối đó thì các bạn sẽ có những cái người có thể là không phải là tài nhất thị trường, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ có những người tốt để có thể đóng góp và xây dựng doanh nghiệp đi về phía trước. Câu thứ hai thì đội ngũ kế thừa thì đó là cái nỗ lực á. Thế động cũng đã đang trong cái quá trình đó. Trước năm 2009, tất cả các cái cửa hàng của Thế động là đều qua tay của Tài. Thế thì nếu mà chỉ có mình ông Tài quyết, thế thì ông làm được cái việc là một năm ông mở được 20 cái thôi. Nhưng mà để có thể làm được cái việc của năm 2011 vừa qua, đó là trong một năm mở 120 cái. Đó là cái nhiệm vụ của ông, là phải đi xây dựng một cái đội ngũ mới. Và trong năm vừa rồi là Thế động là từ một mình ông Tài xây dựng ra thành 6 đội ngũ đánh ở 6 miền khác nhau. Và mỗi ông đó đều giỏi ngang ngửa với ông Tài để ông đó có thể toàn quyền quyết định chỗ này là chỗ mở. Và đó là lý do tại sao 6 nhân 2 nó mới thành 120. Và như vậy là anh Thuần đã có được câu giải đáp cho cả hai nội dung. Lúc nãy anh có nhắc tới trong cái câu của anh là nhắc tới về Samsung, thì là không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng mà đã có một câu hỏi của Samsung muốn giao lưu với anh. Xin mời anh Đức Dũng. Chào các anh chị, chào anh Tài. Câu hỏi của dành cho anh Tài là như bây giờ Thế Giới Động bắt đầu từ cung cấp di động và anh bắt đầu mở các ngành kinh doanh khác. Thì cái việc mở ngành kinh doanh khác nhiều khi không nằm trong cái sở trường của các anh nữa. Như thế thì có sự khác biệt nào khi mà anh khởi đầu từ hai bàn tay trắng và đến bây giờ anh mở rộng ra cái tầm của công ty, có một quy mô mới? Cái tầm nhìn của Thế Giới Động nó là như thế này. Trong 5 năm nữa, khi mà người ta nói về Thế Giới Động, tức người ta nói về một cái tập đoàn mà nó sở hữu nhiều cái chuỗi bán lẻ các sản phẩm khác nhau. Thế thì đâu là cái chung giữa cái điện thoại di động và cái ngành điện máy mà Thế Động mới vào cuộc? Tất cả đó là bán lẻ. Thì đối với Tài, điện máy nó cũng là một cái sản phẩm thôi. Chỉ có điều cái sản phẩm điện máy nó có cái đặc thù riêng của nó, đó là nó không nhỏ và nó không đơn giản là các bạn mua và các bạn về có thể tự mày mò và xài được. Đó là khác biệt duy nhất thôi. Chứ còn phần lớn của nó là nó dựa trên cái core của Thế Động. Cụ thể là tất cả những hệ thống quản lý của điện máy nó đang chạy trên cái nền của hệ thống quản lý của Thế Động. Nó làm đúng một việc duy nhất thôi là bán lẻ. Thật ra thì trong câu trả lời của anh Tài thì em tìm thấy một điểm là giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta mới khởi nghiệp thì nó khó khăn hơn so với việc mà chúng ta khởi nghiệp lại với một cái ngành có liên quan. Bởi vì lúc đó thì chúng ta tận dụng được đội ngũ, chúng ta tận dụng được cái nguồn, chúng ta có một cái sự san sẻ nguồn lực với nhau. Giờ thì em nghĩ là sẽ có một cái câu hỏi. Xin mời anh Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty Chiếu Sáng. Xin chào các anh chị, chào anh Tài. Thì rõ ràng là các anh cũng là khi mà bắt đầu khởi nghiệp thì cũng là 3 người. Thì không biết là anh có thể chia sẻ những cái cam kết mà khi mà bắt đầu khởi nghiệp, khi mà một đội ngũ rõ ràng là 3 người thì những cái cam kết mà bắt đầu đấy là những cái gì? Và câu hỏi tiếp theo nó cũng liên quan đến đấy là nếu bây giờ anh Tài lại làm Thế Giới Di Động lại một lần nữa thì theo anh cái cam kết ban đầu đó của anh thì có cần phải thêm hay là bớt gì không? Trong những cái trao đổi với nhau đó thì có thể tạm gọi là những cái lời hứa với nhau đó là chúng ta sẽ không tách ra
để làm một cái doanh nghiệp nào đó khác quay lại cạnh tranh với thằng này. Đó có thể nói là cái cam kết lớn nhất của các chính hữu khi mà ngồi lại với nhau. Và sau đó thì những cái đội ngũ mà tiếp theo của Tài, không phải là những cái đầu á, thì hầu như cái đó cũng là cái nguyên tắc trong cái việc mà công tác. Anh không thích thì anh có thể rời bỏ. Nhưng mà nếu mà anh rời bỏ đi bất kỳ doanh nghiệp nào đó khác, thì cái cánh cửa nó vẫn mở rất rộng để cho anh quay về. Thảm đỏ nó vẫn nằm đó. Nhưng mà ngày nào mà anh đi sang đối thủ cạnh tranh hay làm cái gì đó mà nó quay lại nó gây tổn hại doanh nghiệp này, thế thì xem như là cánh cửa đó đóng lại. Và hôm nay nếu mà khởi động lại, Tài nghĩ đóng là cam kết chủ lực thôi. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, thì cái vấn đề mà em quan tâm đi ở đây á, là phương pháp tuyển dụng. Nếu có thể thì anh có thể chia sẻ cho em ở cái cấp quản lý cũng như là cái cấp lãnh đạo trong cái giai đoạn khởi nghiệp ạ. Thí dụ như anh nói là tuyển nhân viên bán hàng đi. Thế thì anh với anh giống như sự hay ngồi nói chuyện với nhau á, anh nói thấy động phỏng vấn là nhân viên không biết được nào mò đâu. Bởi vì nó chỉ cố đánh giá có đúng một cái duy nhất thôi, là ở nhà đó, cái cô đó, cô có khả năng cô phục vụ ba mẹ, anh chị của cô hay không. Nếu cô không có khả năng đó thì chắc chắn là cô không thể nào phục vụ được khách hàng, là cái người xa lạ. Còn đối với những cái người mà anh trực tiếp phỏng vấn đó, thì anh cũng cố đánh giá một vài cái thôi. Thứ nhất là có cùng hệ mình không? Có chia sẻ những giá trị mà mình đang theo đuổi không? Trung thực, quan tâm đến người khác, cùng nhau làm những cái gì đó lớn lao. Thật ra thì tuyển dụng bây giờ sẽ có rất là nhiều kênh, và mỗi công ty thì sẽ có cái kinh nghiệm tuyển dụng của mình trong những cái kênh khác nhau. Và bây giờ thì có một câu hỏi liên quan đến chủ đề và cũng là một câu hỏi của cái chương trình ngày hôm nay luôn. Xin mời anh Hoàng Trung Kiên. Xin chào anh ta Tài, chào tất cả các anh các chị. Tôi muốn hỏi là theo ý của anh Tài thì là một đội ngũ lãnh đạo xuất sắc thì liệu là đây là yếu tố cần hay là đủ cho triển vọng của doanh nghiệp? Tôi nghĩ là đội ngũ lãnh đạo có lẽ là nó đủ. Có một cái đội ngũ lãnh đạo phù hợp và có năng lực và cùng nhau quyết tâm làm cái gì đó, nó có thể nó tạo ra cái phần còn lại của cuộc chơi. Anh không có vốn thì đội ngũ này nó sẽ đi tìm vốn. Còn nếu mà không có cái đội ngũ này thì tôi nghĩ là chả làm được cái gì cả. Tôi nghĩ ta chỉ cần một đội ngũ đâu ra đó thôi, mọi thứ nó sẽ chạy. Phần còn lại là đội ngũ này nó tạo ra, chứ không phải chiều ngược lại. Không phải là tiền nó tạo ra cái đội ngũ này, mà đội ngũ này là cái đội ngũ tạo ra tiền. Tạo ra vốn để công ty vận hành, tạo ra tất cả những quy trình để kiểm soát cái này và tạo ra cái văn hóa để cho công ty này nó có thể đi về tương lai. Vâng, rất cảm ơn anh Tài. Còn một ý nữa là về cái chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái phát triển cái thương hiệu Thế Giới Di Động anh ạ. Thầy nói một vài cái nó đơn giản thôi nha. Các bạn có nhớ câu chuyện mà mình học cấp 1 nói về một cái anh du kích nào đó ở trên Tây Nguyên á. Anh đợi 5 thằng Mỹ đứng xếp hàng thẳng nè. Anh mới bắn một phát xuyên 5 thằng, chết 5 thằng. Các bạn còn nhớ câu chuyện không? Trong bài học giáo khoa đàng hoàng á. Thế thì ta nghĩ là khi mà doanh nghiệp mình còn nhỏ mà không có nhiều tiền á, thì đó là phương pháp duy nhất. Em thấy câu trả lời này rất là thú vị, nhưng mà làm sao để xếp thẳng một hàng để mà bắn thì cái đó cũng là cả một nghệ thuật. Nghe thì đơn giản nhưng mà thật ra là để nhận diện được khi nào là đang thẳng hàng và khi nào là du kích thì cũng rất là khó để nhận diện, đúng không anh? Nó cũng phải nghĩ không khó đâu. Các bạn cứ biết là khách hàng mục tiêu mình là gì và họ đang tập trung ở đâu và lúc nào là cái lúc mà cái tâm trạng của họ nó thoải mái và nó thú vị nhất để họ tiếp nhận cái thương hiệu của mình. Hy vọng là sự chia sẻ của anh Tài sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhìn cái vấn đề trong cái việc xây dựng thương hiệu của mình trong giai đoạn đầu tiên khi mà chúng ta ít tiền. Bây giờ thì xin mời một câu hỏi. Có lẽ đây cũng là một người rất là quan tâm đến chương trình và đây là lần thứ 3 chị đến với chương trình của chúng ta. Xin mời chị Thu Anh đến từ Never Alone Group. Thì mình thực sự ra mình rất là quan tâm đến những cái chương trình khởi nghiệp này vì tâm huyết của mình cũng hướng về cái chương trình này. Nghe về thành công của Thế Giới Di Động thì rất nhiều, nhưng mà qua một quá trình anh xây dựng công ty cùng với cái team của anh thì chắc chắn là cũng có những cái thất bại dù to dù nhỏ, thì anh có thể chia sẻ, nếu mà cái này nó không confidential lắm thì anh có thể chia sẻ, tại vì cái này cũng là một cái bài học rất là tốt. Thất bại thì thất bại nhiều lắm luôn á. Thành ra thôi mình nói nhỏ lại trong cái xây dựng đội ngũ nha. Xây dựng đội ngũ thì có lẽ là cái thất bại lớn nhất đó là vào cái giai đoạn khoảng cỡ 98, 99 gì đó. Đó là cái giai đoạn Thế Động bắt đầu phát triển nhanh và thấy cái nhu cầu là phải tăng cường cái đội ngũ quản lý của mình. Thế thì vào lúc đó Thế Động lại đi chọn cái hướng đi đó là đi săn người. Tức là sao? Đi săn những người rất giỏi trong những tập đoàn
thậm chí là tập đoàn của nước ngoài cơ. Nhưng mà rồi sau một thời gian khoảng một năm gì đó, thấy động nhìn lại và thấy hình như những người đó họ không trụ lại được. Và họ lại tiếp tục họ bỏ mình, họ đi sang những doanh nghiệp khác. Và phần lớn là họ quay về với nước ngoài. Thế thì đó là cái bài học mà thấy động thấy à, bản thân Tài thấy hình như vậy cái hướng đi đó nó không phù hợp với lại, không biết là các doanh nghiệp Việt Nam hay là thấy động nói riêng, mà thấy hướng đi nó không phù hợp với lại thấy động. Và từ đó trở đi là thấy động hầu như là không đi theo cái hướng đi đó nữa. Xin giới thiệu với các anh chị là đến tham dự chương trình có một anh là người đã cùng tham gia với lại BSSC trong giai đoạn đầu tiên với vai trò là thành viên hội đồng cố vấn và chuyên gia cho chương trình Vườn Ươm Doanh nghiệp Trẻ. Và ngày hôm nay thì anh cũng từ Hà Nội, anh có dịp vào Sài Gòn và anh cũng đến tham dự chương trình với chúng ta. Xin giới thiệu với các anh chị anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Book. Rất vui được gặp anh Tài. Chào anh. Thực tế ở đây, vì nhìn nhau trên truyền hình, trên báo chí nhiều rồi. Một câu hỏi đặt ra rất đơn giản như này thôi. Tức là thế giới, cái tên công ty của anh rất hay là Thế Giới Di Động. Thế thì cái Thế Giới Di Động của anh có chuẩn bị hay là đang hay là đã di động trong Thế Giới nào hay không? Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là nếu được nói một câu duy nhất thôi với tất cả những ai đang khởi nghiệp, họ muốn và thật sự muốn di động, thì anh nói gì? Cảm ơn anh Hùng. Không nhận. Anh làm sách nên anh hỏi cái câu khó ghê luôn á. Ngắn gọn là Thế Giới Động đang kinh doanh trong một cái ngành bán lẻ, mà đặc biệt là bán lẻ công nghệ thông tin, bán lẻ những cái hàng high tech nữa. Thế cái này nó đòi hỏi một cái sự năng động ghê gớm lắm. Nếu các bạn nhìn lại đúng ngày này của năm trước, các bạn thấy động khác hẳn so với 12 tháng trước đây. Và 12 tháng sau các bạn nhìn lại đúng ngày này của năm sau, các bạn sẽ thấy nó không giống ngày hôm nay nữa. Bởi vì cái ngành bán lẻ này, và đặc biệt là bán lẻ cái hàng mà nó công nghệ mà nó biến đổi nhanh như thế này, mà không có được cái sự năng động, không có được một cái gì đó đón đầu á, thì Tài nghĩ là đừng kinh doanh ngành này. Rồi đó là cái câu trả lời cho Tài. Muốn tồn tại trong ngành này đó là cái sự năng động và phải nhìn được đón đầu. Tất cả những cái đó mình phải nhìn được tương lai và chuẩn bị cho cái ngày đó. Chứ khi mà nó hiển thị ra rồi thì mọi thứ nó quá trễ. Câu này Tài nói với các bạn khởi nghiệp ha. Tài nói là cái thời mà một người có thể làm nên tất cả, Tài cảm giác là nó qua mất rồi. Tức là cái nhìn nhận cá nhân của Tài nha, vẫn có những nhân tài như Facebook này kia Tài không nói. Mà ở Việt Nam Tài cảm thấy cái thời mà một người có thể làm nên tất cả nó qua mất rồi. Thời của hiện nay là thời của một cái tập thể, một cái nhóm cùng chí hướng. Nếu các bạn định start cái gì đó, thế thì đi tìm kiếm những cái người cùng chí hướng với mình, cùng hệ với mình để khởi động lên nó. Trong câu trả lời của anh Tài thì em lại nghĩ ra được một cái cụm mà đáp ứng được cái yêu cầu của anh Mạnh Hùng. Tức là trong khởi nghiệp chúng ta hãy cùng di động với đội ngũ của chúng ta. Và như vậy là câu của chúng ta là có từ di động và cũng nói về khởi nghiệp. Và bây giờ thì có một câu hỏi liên quan đến yếu tố của người, những cái tố chất của người lãnh đạo trong kinh doanh, sự quyết đoán, tầm nhìn hay sự tận tâm, hay còn một cái tố chất nào khác là quan trọng nhất của một cái người lãnh đạo trong một doanh nghiệp mới? Doanh nghiệp mới thì Tài nghĩ cái quyết đoán nó quan trọng á. Dạ. Yeah. Khi mình lớn lên rồi thì cái quyết đoán nó phải đi theo cái sự tận tâm, cái sự quan tâm đối với những cái người xung quanh với mình nữa. Tức là trong giai đoạn đầu thì sự quyết đoán là quan trọng nhất, nhưng mà sau cái sự quyết đoán đó, nếu mà khi công ty đi vào ổn định rồi thì sau đó là yếu tố gì là quan trọng hơn anh? Sau đó thì ta nghĩ là phải đưa vào trong đó cái dân chủ, cái đóng góp. Bởi vì lúc đó là đội ngũ của mình họ cũng cứng cáp rồi, sau thời gian là họ cũng nắm việc, nắm đồ, họ cũng giỏi giang rồi, và những ý kiến của họ nó đã có rất nhiều giá trị. Mà nếu chúng ta bỏ qua cái đó là vô tình chúng ta làm tự đánh mất cái hiệu quả của doanh nghiệp thôi. Xin cảm ơn câu trả lời của anh. Và bây giờ thì xin mời anh Bảo Huy. Chào các anh chị, chào anh Tài, chào chị Phi. Để mà tạo một cái đội ngũ lãnh đạo xuất sắc thì điều trước tiên nhất là anh cần làm cho họ hiểu anh là ai và anh đang nghĩ gì, sau đó anh làm gì. Thì cái đó, cái theo kinh nghiệm của anh á, thì anh thường làm điều đó như thế nào, làm ở đâu và khi nào thì thích hợp nhất? Để tạo một cái đội ngũ mà làm việc hiệu quả đó thì mình cần phải đưa được đến cho họ cái tương lai của công ty này sẽ đi đâu về đâu,
và các bạn sẽ là gì trong cái bức tranh của tương lai đó. Thứ nhất là họ phải tin vào cái các bạn đang làm, nó là cái gì đó nó hoành tráng, cái gì đó nó vĩ đại của tương lai. Và cái thứ hai là họ phải thấy được cái hình ảnh của họ trong cái tương lai tươi sáng đó. Trong cái ngày vui đại thắng đó, em sẽ là cái người bưng bê bàn để cho anh nhậu thì có chuyện lớn này. Trong cái ngày vui đại thắng đó, em phải là cái người ngồi trên cái bàn VIP chỉnh trọng nhất để cùng nâng rượu chiến thắng với anh. Thế thì nó mới chạy được. Thế thì làm nó như thế nào và làm ở đâu? Ta nghĩ là chừng nào mà bạn có cái đó thì bạn sẽ tìm được cơ hội để làm. Nó rất nhiều thứ để làm. Thứ nhất là mỗi năm thì các bạn đều có những cái dịp mà họp để đội ngũ quản lý để nói về cái target mục tiêu này kia. Thế thì đó là những lúc mà đội ngũ cấp cao của các bạn sẽ biết được công ty này sẽ đi đâu về đâu và bạn cam kết với họ cái gì. Còn đối với nhân viên thì tài nghĩ làm nó nhẹ nhàng thôi. Tìm những cái đặt đi chơi này kia nọ là tập hợp á. Thì treo một vài cái gì trên cái đường đi của họ này kia để họ cảm được. Nhân viên họ không cảm được nhiều đâu. Có lẽ là chúng ta cần hết thời gian có thể giao lưu và trao đổi với anh Tài, cho nên là nếu mà các anh chị có nhiều câu hỏi thì các anh chị phải tranh thủ ạ. Và bây giờ xin mời anh Nguyễn Văn Phước, công ty Gia Võ, anh cũng có một câu hỏi dành cho anh Tài. Em muốn hỏi anh trong cái việc mà anh tạo lập cái đội ngũ lãnh đạo thì giữa cái tài năng và cái đức độ thì anh xem trọng cái nào hơn? Câu hỏi này hay á. Trong rất nhiều cái thư những cái, hay là những cái buổi trò chuyện với các quản lý của mình, Tài cũng nói về cái đề tài này rất nhiều. Thế thì đối với Thi Động thì là Tài nói là người tài và đức, có vừa tài vừa đức thì sẽ phát triển rất nhanh trong Thi Động. Tài ít ít mà đức nhiều thì cũng sẽ phát triển mà mất thời gian hơn. Nhưng mà người tài nhiều mà không có đức á, hay là đức rất thấp á, thế thì cho dù hôm nay có làm được gì đó thì sớm muộn gì cũng không có trụ lại được trong thế đâu. Xin cảm ơn câu trả lời của anh Tài. Kính thưa các anh chị, có thể nói rằng trong ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy được một số cái nội dung mà các anh chị có thể dựa vào đó để chúng ta định hướng thêm trong cái quá trình khởi nghiệp của mình. Việc đầu tiên là liên quan đến vấn đề về truyền tầm nhìn và truyền niềm tin cho đội ngũ. Việc thứ hai trong những thông điệp mà anh Tài nói thì chúng ta thấy rằng là để có được những người có thể đồng hành được với mình thì hãy cho họ một cái cơ hội để họ có thể là thể hiện hết những cái tài năng của mình. Điều thứ ba nữa là hãy suy nghĩ đến vấn đề là thu hút người tài, nó như là một đầu tư để chia sẻ cái kết quả cuối cùng chứ không phải là một khoản chi phí. Cuối cùng thì xin anh có một số cái lời khuyên nào đó cho tất cả những người khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi đây. Nếu mà để tóm tắt lại cái yếu tố con người trong cái thành công của Thế Đồng thì có lẽ Tài sẽ nói vài câu rất ngắn gọn. Nếu ở cái mức khởi đầu á, thế thì cái niềm tin vào cái người dẫn đầu doanh nghiệp nó quan trọng lắm. Thế nên là các bạn muốn khởi động thì phải tạo được cái niềm tin. Bản thân mình phải tin vào cái đó, là người đầu tiên tin mãnh liệt vào cái đó. Thì may ra những cái người khác các bạn mới dụ dỗ họ tin vào cái đó được. Cái thứ hai, khi mà doanh nghiệp nó đã tầm tầm rồi đó, thế thì nó đòi hỏi các bạn phải trải lòng ra. Nếu chúng ta cùng nhau tạo ra lợi nhuận thì không có lý do gì mà những cái người cùng cộng tác với các bạn họ không được chia sẻ cái đó cả. Rồi, cảm ơn các bạn. Và xin cảm ơn anh Tài. Và để thay cho lời cảm ơn thì xin gửi đến anh Tài một bó hoa và cảm ơn anh rất là nhiều, bởi vì anh Tài có chia sẻ với Phi rằng là thường thì anh phải dành thời gian cuối tuần cho gia đình, nhưng mà hôm nay lại đến đây để cùng chia sẻ thì rất là cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thông qua việc khám phá quá trình xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty Thế Giới Di Động, chương trình hy vọng đã giúp cho doanh nhân trẻ nhận thức được đúng đắn tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo xuất sắc ngay từ đầu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đến đây, chương trình Câu chuyện doanh nhân khởi nghiệp xin được phép tạm dừng. Mọi ý kiến thắc mắc về chương trình, quý vị có thể gửi email cho chúng tôi thông qua địa chỉ cauchuyendoanhnhanhoi.com@bssc.vn và số điện thoại 0854043555. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.